Rồi bắt đầu. Bắt đầu. Giữa mùa xuân, xua đêm tối thắp sáng vầng dương chào mừng một cuộc hương chính bước chân không mỏi bào tố phong ba đón cây đàn say mình tay chân. Hài ơi, bỏ cái cản cơ bố diễn trống con Phương ấy. Giao chăm chăm thì nó cả ngày nó không cần phải người đâu ai xin gió chất chồng đã thêm với đàn sông một cây hôm sát nặng rồi nằm trong hai dấu xích chung nữa đó. Yên hai người là phía đó. Hãy đặt tay lên ngực trai, như thấy cả sắc cờ phơi phới tung bay, thấy một Việt Nam đang vươn cánh rồng bay, hội nhập với nước chữ, nối rồng vòng tay một hướng về tu hồi. Hãy nhìn lên sắc cờ màu đỏ màu máu trắng. Nhìn đấy, cái chỗ căn nhìn thì mới hiểu nghiêm với lại những thông minh và sáng tỏa đất nơi mà nhầm nơi đi nha. Đi đi. Tới hồi rộng mây.
năm mùa tê. Chỉ mấy năm mùa chẳng đứng vinh. Đứng vinh, xin cái tay về bên trái lên. Mọi người mặt dạng về đây. Về để cho mọi người mặt dạng tới mới thả xuống. Bay một dạng thứ hai. Vĩnh ơi, về mô để lấy. À, đứa mà đi theo thầy đô Đình Thánh, đứa con ngựa Quân. Không, chưa cấm hẳn, cứ để đó cái đã. Để mà viết cái đã. Lát nữa thì mới đi phạt, đi xin trừ. Trừ ai thì nha. Cái tộp nư đừng ra đây cho chị cái để mà xin trừ cho chị kìa mà. Đừng vì tỷ dầu của một hàng đi. Lát nữa đi nữa để chị nói nè. À vừa cầm quạt mùa sóng đúng không? Đang cầm quạt đi. Rồi chị. Đang cầm quạt. Thầy đô ráng ngồi cửa rồi. Một loạt trừ rồi. Trừ rém ra. Ngồi lên trên. Ngồi đứng trên đi nữa, chúng mình ngồi đó. Đó trừ là ngồi đứng trên đi. Rồi. Cốc đưa ra nhân trừ đi, nhân trừ cho chị đi mà. Nhân đấy, nhân đấy chị đảo sao? Thằng Quấn về ấy đưa cho họ. Quấn với Đinh đưa cho họ đứng đèo họ cúi. Cầm khí mà nhận trừ thì nhận hai cái tay. Đứng thanh vào thang bên dưới đi để lên mũi lên lắm. Đứng thanh nhang đi. Mở ra đi tâm ơ. Phải đánh chị trước đây chị coi. Tâm chưa được mất được. Cái chữ nhắn đâu? Cái chữ nhắn đâu?
con đứa mất nữa. Nhân lên nghe thị tín. Nhân, Nhân ở đâu? Nhân đưa cho vợ. Tôi theo từ từ đấy. Nhân, đổi đây cho Vân. Lễ, Liên đổi cho Hướng Bình. Hướng Bình đưa cho Nghi Giang. Tí, Tí đưa cho Mai. Tín đưa cho Châu. Nhắn lên nghe thì tín rồi. Phúc Việt Anh tâm chưa Phúc. Lộc Quyên thò thò của con nữ. Rồi chữ tâm đang đình tâm đứng giữa. Tai đứt đưa cho ấy đi. Rồi ok. Được chưa? Đó. Mọi người lên là phải xếp bên rồi nè. Nè. Các em chạy vào, tư bố chạy vào để chị nói. Từ trên đi đúng không? Rồi. Chạy vô thì chạy theo thứ tư nữa thì là vẫn vô trước. Không phải sắp. Sắp người chứ. Nào. À, tai đứt cuối cùng. Bỏ xuống. Thò thứ hai. Lộc thứ ba. Phúc. Đứng giữa đúng rồi. Đó. Ờ. Rồi. Có phải để phạt đây chứ? Để mà phạt cho thì thừa ai nó tin được. Rồi. Rồi, nào đó ở cái gì thì nào các em chạy về đó mà. Vị trí nào? Châu, Việt Anh, vị trí nào chạy về? Biết rồi, nhưng mà để bây giờ chị bị xịt nên để mời nữa. Đang ở đây nào, bên đi. Xin trừ đó là 6 lần lần vô xin trừ nghịch tôi cho con 6 mà để mà cái giải mà để mà đứng ngang ngang thế này. Rồi nào. Chạy vào đi. Chạy vào đi. Chạy đi. Hả? Không, xin đã. Ơi đừng có chạy về hàng. Các em ơi đừng có chạy về hàng. Các em chạy lộn xộn đi đã để xin. Anh ơi, cho cháu chữ tín, cho cháu chữ này. Chưa xin đang đấy. Mở răng được đi, mở răng được đi, phé đi, phé đi. Đấy, phé phé nó chuyên với nhau đấy. Đó. Rồi, chạy về hàng, chạy về hàng. Đang. Đấy, Đình vẫn à, còn đây cứ ngồi, Đình đứng dậy, chữ tắm đứng dậy, đó. Còn mọi người ở đây vẫn cứ ngồi, vẫn phải bình thường nhá. Rồi, tiếp. Chạy lên. Cầm đi, nghe, chị nói. Các em cầm một cái quạt này, cầm ngược cái quạt lại cho chị đi. Không, cầm như trong.
cầm cả với cạn đi bình thường như mũa, cầm dưới cạn để như mũa, cầm như cấp mũa, rồi cầm hai bên, ra hoa, quạt cầm tay phải, hai quạt à, hai quạt thì để hai bên bình thường nha, rồi cầm một bên, hai bên như thế này đây. Thử đưa một cái quạt cho Việt Anh, thử đưa quạt cho con cháu này. Rồi, một tay lên trên, một tay lên dưới chỉ có. Một tay lên trên, một tay lên dưới. Đấy. Việt Anh tay phải lên dưới, tay trái lên trên. Đấy đúng rồi. Nào, Việt Anh. Nhưng mà quạt phải dừng lên Việt Anh ạ. Quạt dừng, đó. Đứng trên thì ụp xuống, đứng trên ụp xuống. Các em cầm như thế nào thì ụp xuống hay là dừng lên thì đẹp. Dừng lên, đó. Nhá. Đó, được chưa? Nào, cầm một bên đứng dừng đứng giữa. Cầm một bên em ạ. Cầm một bên lên đấy, như Việt Anh đi. Việt Anh ngoảnh lại cho mọi người nhìn đi. Xèo đâu mà xèo. Cầm một bên như thế này. Nào. Đừng chân chân đẹp chứ. Đừng kỹ chân đẹp như này. Nào. Được rồi. Đừng cho thẳng ấy. Cho thẳng ấy Việt Anh. Tất cả lên tên lưng quân của mình hết. Tên lưng quân. Đó. Được chưa? Nào. Đó đi. Ờ. Rồi ngoảnh cái đây. Lý nhưng mà giờ thì Lý về cho nên về đám cưới con cầu ấy mà. Ừ, Hương có Lý đi. Hương có Lý đó. À, thế. Ba nghĩ Hương vô có Lý con em mình cứ bình thường. Nào đi, nào. Đừng lại cái hang đầu tiên cho chị đi để chị rửa lại chứ. Không, vẫn hướng vẫn đứng cho con Lý Nam. Lý đi, đó đứng bên thấy rồi đó. Nào, con nghe ăn bên đi. Vô được. Đừng ở đây chị coi không? Khổ lắm máy bay ạ, trời ơi. Liên ơi, cho chị xin là mô. Lộc, Phúc Việt Anh đâu? Không khoan đã, như vậy thì cho chị xin chữ Phúc đó, chữ Tấm đứng giữa cung, rồi mới đến Phúc Lộc Thọ. Việt Anh cầm chữ Tấm, chuyển đi. Chữ Thọ liên cầm. Được chưa? Tấm đi đến Phúc Lộc Thọ thì mới tay được nha. À, chuyển tiếp tay đứt của con sinh tâm chữ thọ cuối cùng đó. Chuyển đi không
truyền truyền lộc con liến tâm đó, tai được con quyến tâm đó, cấm tai được thêm phục lộc thọ nhá. Nhấn lề nghĩa tỷ tín lề cấm tai đức phúc lộc thọ được chưa? Cái cày nữa thì anh sẽ chỉnh lại cho các em nó rồi nó chưa xong. Rồi nào thả xuống ấy, thả xuống. Con sánh trả đâu tiền? Rồi nghe toàn bộ tập trung về cái nhóm múa bên đi chứ chị đi. Con lấy con lấy hai cái con thanh trường đi là lớn ngớ lắm. Rồi tổ hợp đi đến đây đúng không? Xích sáng về bên đi chứ chị một tí nữa đi. Xích sáng nữa. Rồi để cho loài cái ông à, hai cái ông tế lên cho chị đi, ba ông lên đi, lên đi, ngồi Việt ngồi như thế nào. Rồi hai thằng Vận Việt nhá, ba thằng Vận Việt, Vận Minh Thương, con Đăng Thánh với Đăng Hải là đi giao xung quanh á. Rồi tiếp xong chạy đi, chạy lung tung, chạy lung tung đi. Rồi cháu cháu xin chư, cháu cháu xin chư cái nội nháo đó. Việt Anh cơm đi. Cùng rồi. Rồi khóe cái con chuyến lên đi. Đó. Rồi. Rồi chạy lên, chạy một răng đi. Rồi. Rồi. Đừng khoan, từ từ cái hang đi, đừng bên đi chứ chị đấy, nghiêng bên đi. Ơi xích trắng hai bên, xích trắng hai bên chứ chị. Ê xích trắng hai bên đứng cho trẻ ông đô. Rồi nè, bên này là ngoảnh sang bên này, đứa trừ sang bên này đi, bên kia ngoảnh trừ sang bên kia đó. Đi vòng qua bên trong đi mô, đi vòng qua bên trong đi, khoan từ từ. Nè, giơ cái tay trừ lên cho chị đi. Giơ như thế nào? Cầm quạt đi, đưa tay sang đi. Xin cầm như cái tay như này, ngoảnh lại cái tay, ngoảnh lại cho con xin nhìn gầy. Đó, làm màu cho con xin ý, gớ. Đưa một bên gặp á. Tay tê, cái tay á. Đúng rồi, em để sáng về bên tay đó. Đó. Rồi, liên tục xích sáng một tí nữa. Em cáo cáo lên. Rồi, về tay xích tay xuống một tí ngang về cái lưng quân, thật lưng quân của mình như các em. Được chưa? Bỏ tay ngang xuống mình, tất cả bỏ tay ngang xuống mình cho gì? Được chưa? Giang, tay như thế nào? Rồi đi về đi, đi ngược được. Họ lọc phục đức tang được chưa? Phục lọc còn được đó,
can chi. Rồi tiếp. Để cho đôi hạt đi, đi lên chơi cho đôi hạt. Đôi hạt lên chúng ta bảo khoan quát đừng đó. Đôi hạt lên cả đây. Đôi hạt lên cả. Đôi hạt rồi là đôi ở đâu ngôi là ngôi bên vị trí đó đây. Gạnh cái bánh trứng cho ra đây để cho tụi tao. Được. Ngôi ngang rồi em ngôi ngang đó. Vấn tinh ở dưới nữa mà có ai mà có cái nôi to để mà nấu bánh trứng thì cho mượn cái luôn. Hả? Nôi đen ấy, ta lấy nôi đen ấy. Nôi cho ta to nhá, to quá thế này. Rồi, nghe này, Sáng ơi, dân hạt đừng đâu. Ông Đô đi đứng dưới đi. Rồi. Ôn bạn lâu luôn. Mà chứ cơ chỉ làm cơ tân trướng thôi nữa mà muốn 10 cái cơ đảng với cơ tổ quốc to rồi mà dư nó khó nữa. Nào à, ra ra đây hạt đúng đứng đấy đúng không? Thánh với lì Việt Anh. Việt Anh lên tao cho Thánh với Nguyệt. Nó từ từ đã này chị gọi. Rồi, đưa cho cái đó nè. Thánh Minh Nguyệt đó nè. Bán từ từ. Thánh Minh Nguyệt cầm hai cái tay đứng với tấm tay đứng cho Thánh Minh Nguyệt cầm. Em lên đi. Rồi, ngoài này đây đứng ngán. Khoan từ từ để chị nói. Em xuống đi, để chị nói. Thằng con xính lên đưa cho thằng Thánh. Con liên đưa cho thằng Thông. Hả? Thanh đưa cho Thông. Con đưa lên cho Thanh đừng bố. Thanh đừng đòi thằng Thông đâu biết chẳng luôn. Rồi, Nhân, Quyên, Lễ, Hướng Bình, Tháo cho Kiên, Nghĩa, Tháo cho Vĩnh, Tị, Tháo cho Huệ, Tín, Tháo cho chị Kiên, được chưa? Nào, ơi, em ơi, Thanh, xích trắng đây, đó. Rồi, tất cả xích trắng đây cho chị một cái nữa đi. Đừng thanh gian một thằng ngán cho chị cái. Nghe, thằng Thống xích trắng kể bên đi đi. Để cho ông Thanh đứng đó. Rồi, tất cả một tay trên, một tay dưới. Một tay cầm đứng hạt đúng không? Thì các em cầm như thế này. Cầm như thế này, một tên bên tay cầm như thế này. Đấy, cao lên Thanh. Đem tay phải hết, đem tay phải. Đó. Tay trái cầm bích, đưa một tay lên đi. Đưa cao lên như thế này đi, cao lên quả đầu mình. Rồi, con một tay mình các em phần để như thế này để mà khoe đây. Tập đi, tập luôn đi, tập bích luôn đi. Đấy. Cao lên là đi Huệ. Cao bằng chị Kiến, Huệ thì tay cao hơn một tí là bởi vì chị Kiến với lì anh Vĩnh đứng bên. Được chưa? Để mà hát nhá. Tay trái cầm bích, tay này cầm cái này, đưa lên như thế này để hát. Rồi. Rồi, tiếp. Ra nữa đi. Ra bếp kết đi.
cái đồ đó đâu chuyện gì đó. Lên đây, em về đây. Đi đây với ai đi ngồi đi. Đây tệ đây. Phúc lộc đúng rồi. Ok đúng chính xác rồi đi. Rồi. Cái này là cầm như thế này này, không cầm dài nữa mà cầm cầm xiên như thế này. Cầm xiên ra. Đó, tay đứt thanh. Chào thì cầm chứ phải cầm được cho nên nó cầm. Đó, đúng rồi. Xiến không được, xiến người này xiến kiểu này, xiến kiểu kia không được nha. Rồi. Ok. Được chưa? Nào. Nghĩa cái trị. Đúng. Trị nghĩa. Anh em ai đang cười không? Ôi trời. Cho anh em nghỉ đi, đi chiêu tập tiếp nhá. Bốn nhóm người chứ. Không ông đốt cái nữa lên đấy không được. Chả sao. Tối đi tối thua mấy. Nói thương hại tối thua mấy. Chiêu thì tập cho ai lên nữa. Tối thua mấy nhá. Tối là toàn bộ dân hạt mà thưởng cho chị thua lại cho chị gái. Thua mấy thêm. Chiêu hay rưỡi. Tính như là tập thì cái nơi. Ở đây đây tập đây luôn.